Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồ Ngọc Hà vừa tung ảnh cưới đẹp như mơ, Kim Lý lập tức gửi đến vợ đoạn thư tình siêu lãng mạn. Những lời nhắn gửi ngọt ngào cùng tình cảm chân thành mà Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ và ghen tị. Kim Lý Hồ Ngọc Hà được biết đến là một trong những cặp đôi đình đám nhất nhì làng giải trí. Kể từ khi về chung một nhà và đón cặp song sinh Leon và Lisa, thì cuộc sống gia đình của bố mẹ bỉm sữa vẫn luôn được dân tình đặc biệt quan tâm. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên phát cẩu lương và khoe những khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tì khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Mới đây nhất vào trưa ngày 27 tháng 6, cư dân mạng được phen rần rần khi Kim Lý bất ngờ đăng đàn bày tỏ tình cảm với Hồ Ngọc Hà. Cụ thể trên trang cá nhân sở hữu hơn 300.000 người theo dõi, anh chàng đăng tải hình ảnh khóa môi bà xã kèm chia sẻ. 4 năm trước kể từ khi chúng ta trở thành một, yêu nhau sau một ngày quay phim và sau đó ở lại với em ở Mỹ trong 2 tuần, được chứng minh là sự lựa chọn tốt nhất từ trước đến nay. Tình yêu của chúng ta tiếp tục lớn mạnh hơn mỗi ngày, thấu hiểu và bao dung là chìa khóa cho cuộc sống chung lâu dài. Đừng bao giờ giận dỗi đi ngủ mà hãy luôn hôn và ôm nhau nhiều nhất có thể. Điều anh yêu ở em là dù thế nào đi nữa, anh cũng luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Lisa, Leon và Henry không thể đòi hỏi một người mẹ tốt hơn và đó là điều quan trọng nhất cho đến nay. Chúc mừng kỷ niệm tình yêu của chúng ta, chúc mừng chúng ta và nhiều năm nữa. Trong bức ảnh cưới, cặp đôi khiến dân tình không khỏi ghen tị bởi sự ngọt ngào và tình tứ. Đáng chú ý, Kim Lý đã gây ấn tượng khi bày tỏ tình cảm chân thành và dành tất cả những lời có cánh gửi tới Hồ Ngọc Hà nhân kỷ niệm 4 năm ngày yêu nhau. Có thể nói sau khi về chung một nhà và xây dựng mái ấm bên các con, tình yêu mà Kim Lý Hồ Ngọc Hà dành cho nhau không chỉ không vơi đi mà ngày một nóng lên theo thời gian. Những chia sẻ của Kim Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ với lượt tương tác tăng nhanh liên tục. Ngay dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự trầm trồ, ngưỡng mộ trước tình cảm anh dành cho bà xã và không quên gửi lời chúc mừng cặp bố mẹ bỉm sữa. 4 năm kể từ đó mãi hạnh phúc nhé, luôn hạnh phúc nhé anh, vô cùng yêu mến gia đình anh. Thật ngưỡng mộ gia đình anh chị, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc như vậy nhé. Chúc mừng anh chị, mừng gia đình nhỏ luôn luôn hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ. Được biết, cách đó ít giờ, Hồ Ngọc Hà cũng tung loạt ảnh cưới tình bể bình bên ông xã kèm những lời mật ngọt. Cần một bầu vai ấm cho em ngủ say, 4 năm nay em ngủ như ngé, nghĩa là anh cho em bình yên. Thời gian trôi nhanh thật, mới còn ngại ngùng, đùng cái thêm mấy đứa con. Hai đứa mình vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn thương và chia sẻ mọi thứ, cần thế thôi là đủ. Chúc cho chúng ta thật nhiều sức khỏe, vì đó là thứ mà trước khi đi ngủ anh và em vẫn thường nắm tay cùng nhau cầu nguyện. Chắc hẳn cũng chính bởi những hành động quan tâm nhỏ và đầy ấm áp này là bí quyết giúp gia đình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà luôn hạnh phúc và viên mãn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.